Bữa sáng ngăn đường huyết cao với smoothie. Bạn có thể ăn sáng bằng smoothie, một loại thức uống đặc làm từ trái cây xay và rau củ quả với đá, nước giúp ngăn đường huyết cao. Xoài, chuối và hạnh nhân. Cho đá viên, xoài, sữa chua, chuối, sữa hạnh nhân, 3 thìa hạnh nhân vào máy xay sinh tố, xay cho đến khi hỗn hợp mịn. Đổ sinh tố vào bát, rắc thêm quả mâm xôi, 2 thìa hạnh nhân còn lại, dưới mật ong lên và thưởng thức. Đây là lựa chọn giàu canxi, tốt cho xương, thân thiện với người đường huyết cao. Thức uống này có nhiều chất xơ, tốt cho tim và giúp giảm cân. Xoài, bơ và mâm xôi. Cho nước, bơ, nước cốt chanh, xoài, quả mâm xôi vào máy xay sinh tố, có thể cho thêm một vài viên đá nếu muốn giảm độ đặc của hỗn hợp. Xay cho đến khi mịn và lấy ra thưởng thức. Công thức này tốt cho người đường huyết cao, không chứa các loại hạt và chứa nhiều chất xơ. Rau bina và bơ. Trộn sữa chua, rau bina, chuối, quả bơ, nước và mật ong vào máy xay sinh tố. Xay cho đến khi mịn và thưởng thức.